quý vị sẽ cùng ổn định tổ chức, tạm gác lại công việc riêng tư và chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý của mình lên tới cầu Tân Gia để cùng tổ chức cái lễ ra mắt cho ông bà gia chủ được diễn ra thành công tốt đẹp. Trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Dạ vâng, sẽ được hát ra nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý đã cùng nhau có mặt tại bản Nà Hòn, xã Ban Phạng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để cùng tham dự chương trình lễ mừng Tân Gia đại cát của gia đình ông bà chung vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, cho phép cả Trường và anh Tuấn Minh sẽ được gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, để bắt đầu cho chương trình Tân Gia đại cát của ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trích dẫn một câu nói của các cụ ngày xưa đã dạy rằng, đó chính là tàu trâu hỏi vợ làm nhà, xong ba việc đấy thì thật là khó thay. Quả đúng thật là như vậy, chúng tôi cho rằng đó là ba việc quan trọng nhất của đời người. Và chắc hẳn mỗi quý vị chúng ta đang ngồi tại đây đều sẽ mong mỏi và khao khát được một lần chạm tới. Và với ý nghĩa của một ngày vui trọng đại như vậy thì quý vị đang cùng chúng tôi đang có mặt tại đây tại sân nhà của ông bà tỉnh San để chúc mừng ngôi nhà mới của gia đình ông bà chung vui. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng hướng sự chú ý của mình về phía cánh cổng sân dạng để cùng chào đón lễ thân gấu sự hiện diện của những nhân vật chính, đó chính là ông bà chung vui, anh chị Sơn Trúc, xin mời. Chính họ là những người luôn được chúng ta yêu thương bởi sự chân thành. Và hôm nay họ đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà mơ ước đã sử nếu cho mình một ngôi nhà khang trang và nơi mà tất cả các thành quý vị. Một cái cú chào thật sâu đi ạ. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, việc làm nhà nó không có ý nghĩa đơn giản chỉ là để ở, mà nó còn chứng minh cho sự nỗ lực chăm chỉ của bản thân chúng ta. Quý vị có thể thấy ngôi nhà của ông bà chung vui là một cơ ngơi rất là khang trang, một minh chứng rất là rõ ràng của sự cần mẫn, miệt mài, chịu thương chịu khó của ông bà và anh chị đã tích góp và sửa soạn không biết bao nhiêu năm qua. Kể từ hôm nay thì ngôi nhà này sẽ là nơi lưu giữ của những tiếng cười, của sự sẻ chia bền chặt. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 25 tháng 6 năm 2024, tức là ngày 20 tháng 5 năm Giáp Thìn, được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương, được sự nhất trí của các thành viên trong gia đình đã quyết định chọn ngày hôm nay là ngày lành, tháng tốt để tổ chức mừng Tân Gia. Và đến giây phút ở đây, anh Tuấn Minh ơi, chúng ta sẽ không để toàn thể quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ mừng Tân Gia đại cát của gia đình ông bà chung vui, anh chị Sơn Trúc chính thức được bắt đầu. Hôm nay và những lời chúc tốt đẹp nhất mà gia đình ông bà chung vui của chúng ta nhận được thì ngày hôm nay gia đình ông bà của chúng ta cũng đã nhận được những bó hoa, những phần quà hết sức là tuyệt vời nhất đến từ các cô, các bác, các anh, các chị. Và ngay giây phút ở đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời di chuyển lên sân khấu gia đình em Tưởng Xuân, gia đình em Thương Mai, món quà đến từ em thân quý và món quà đến từ con Thức Huy. Xin mời tất cả các anh các chị có tên trong danh sách trao quà, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên trung tâm sân khấu để có những món quà rất là tuyệt vời nhất dành tặng cho anh chị cũng như là ông bà của mình ạ. Trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình em Tưởng Xuân, gia đình em Thương Mai, gia đình em Thân Quý và gia đình con Thức Huy sẽ có những bó hoa tươi thắm, món quà yêu thương dành tặng cho ông bà và anh chị ngày hôm nay ạ. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trải qua hơn 5 tháng ròng rã, có thể đêm không được ngủ, ăn không được no, nhưng mà tất cả các thành viên đã cố gắng phấn đấu để có được một ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà đang tọa lạc tại trung tâm bản Nà Hón, kính thưa quý vị. Và chắc chắn rồi, trong thời gian đó thì gia đình ông bà và anh chị đã nhận được những ngày công góp sức, những sự góp sức của tất cả những người thân, bạn bè, họ hàng, lối xóm, thân thuộc đã chung vui, đã góp sức để tạo dựng nên một ngôi nhà khang trang. Và trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay thì những người thân trong gia đình
lại có những món quà, những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho ngày mừng ngôi nhà mới của ông bà anh chị. Liên tục chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng sự chú ý của mình đến khấu Tân Gia để cùng đến với những món quà yêu thương được trao bởi gia đình em Tưởng Xuân, gia đình em Thuốc Mai, gia đình em Thân Quý và gia đình con Thức Huy. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em Dũng Nhi, món quà đến từ em Nhật Linh, món quà đến từ em Tỉnh Phú, cũng như là món quà đến từ em Nguyên Tư ạ. Xin được trân trọng kính mời. Lắng ngân khẩn trăng nâng cơ ba mớ, có chân nghe nhai bớn bớn sau bớn lý cơ ba, mưa đi có chân nghe hà lẩy mưa lý bếch chân, mưa sàn bếch chép bởi đẹp chém nam bí chiếc mật mạ, có chân tay hám khẩn mưa non, chân thành con khẩn mưa rú, khẩu mưa rùa hàng khẩu mưa nàng ngọc khổng cơ ba mớ phò mẹ pì nông ơi, xuân ăn có chân nghe cáo mưa ảo tách lại phò mẹ pì nông bán phương, xuất sống bản xàm na, xuất sống huyền xàm xã, hào cần ma tủng ma tông, ma châu mang ngân mới tôi phải chua nải em cơ ba mới. Khai đi xâm đồ xâm làn chúng tăng bản tổ chức, cá sò tăng ngả chua nải em, châu mang ngả thanh lại ải em bảo mẹ bình đồng hâu, khó cỡ lân chua hảo hẳn khăn mình, sệt kiến phá thai bất nản mà mơ đưa, ngân cầm lấy mất sòn khẩu nằm lấy mất gòn lấy nắp bảo mẹ bình đồng nữa. Và ngảo hẳn xỉa sở hăng mít đi lẩy sang ải của em ra chung vui nắp bảo mẹ nữa. Món quà đến từ em Đình Khuê, món quà đến từ ông bà ngoại của cháu Trúc Ly, và cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em Tỉnh Đoàn ạ. Trân trọng kính mời. Món quà đến từ gia đình em Thoại Duy, cũng như là món quà đến từ gia đình em Phóng Nguyên ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chúng ta đang được chứng kiến trên sân khấu lúc này đây, đó chính là món quà đang được trao bởi các anh các chị đến từ những người thân trong gia đình đồng cô của VA. Và một lần nữa thì ban tổ chức xin được thay mặt cho đại gia đình ngày hôm nay xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể các anh, các chị, cô dì, chú bác đã có những bó hoa rất là tuyệt vời nhất để dành tặng cho gia đình ông bà chú vui, cũng như là gia đình anh chị sân chúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều ạ. Món quà tuy nhỏ nhưng mà tấm lòng sáng tỏ trời. Thầy cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đã ngồi ở phía dưới, chúng tôi cùng nâng ly của mình lên để buổi tiệc chính thức được khai tiệc cùng với gia chủ ở phía trên sân khấu ạ. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Mới số mày em còn mày bình đồng con nàng rồi cơ tở thao cần nhó chén lẩu 100% là rượu nha quý vị nhá. Nào chúng ta cùng chuẩn bị do nào, 1 2 3 rượu, 2 3 rượu, 2 3 chúc mừng Tân Gia đại cát. Vâng, xin mời. Xuống từng bàn tiệc để mời diễn tất cả thể quý vị ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị là món quà vô cùng ý nghĩa, món quà là vô cùng vinh dự lớn lao đối với gia đình ông bà trong vui ngày hôm nay. Và tuy nhiên trong quá trình tiếp đón và tổ chức chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thiếu sót. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng trở lại với bàn tiệc cùng ăn uống chung vui, và chúng ta sẽ cùng nán lại trong ngày vui của ông bà anh chị thêm lâu và lâu hơn nữa để niềm vui của gia đình được kéo dài ạ.